Cầu thủ của tôi đã cố gắng, nhưng thua vì những sai sót cá nhân. Chúng tôi thủng lưới sớm, nên cầu thủ nôn nóng tìm cách gỡ. Chúng tôi gỡ hòa rất nhanh và tường ổn, nhưng vừa gỡ xong thì lại mắc sai lầm, thua tiếp. Có thể do đội thua nhiều tại giải năm nay, nên họ cảm thấy lo lắng, không tự tin. Ông Đức nói sau trận thua trên sân Vỏ Đậu ngày 23 tháng 7. Nhập cuộc tốt trận này, tấn công dồn ép Hoàng Anh Gia Lai nghẹt thở trong hơn 10 phút đầu. Nhưng khi đang có thế trận áp đảo, đoàn quân của ông Lê Huỳnh Đức thủng lưới vì cú sút xa đẹp mắt của Trần Minh Vương ở phút 12. Bình Dương gỡ hòa chỉ 3 phút sau đó khi Tống Anh tỉ vật bóng dẻo, loại bỏ Lê Văn Sơn rồi dứt điểm hoàn hảo ở góc hẹp. Nhưng tới phút 31, đội chủ nhà lại bị đẩy vào thế phải rượt đuổi tỷ số khi hàng thủ để lại quá nhiều khoảng trống cho Đinh Thanh Bình thoát xuống nhận quả vẩy má ngoài chuyền bóng của Châu Ngọc Quang, căng ngang cho Paulo đệm bóng vào lưới trống. Ngoài những sai sót cá nhân, dứt điểm là một hạn chế lớn mà Bình Dương chưa thể khắc phục. Trước Hoàng Anh Gia Lêu, Bình Dương cầm bóng 65%, dứt điểm 17 cú. Họ có nhiều cơ hội tốt để ghi thêm bàn, nhưng các mũi nhọn đều xử lý hỏng. Nguyễn Tiến Linh có 3 cơ hội, nhưng một lần sút trúng vị trí thủ môn, một lần đánh đầu cận thành vọt xà và một lần dứt điểm trúng xà ngang. Vua pha lưới mùa trước Rui Mário cũng gây thất vọng khi hai lần đối mặt với thủ môn đối phương nhưng không có bàn thắng. Chúng tôi có nhiều cơ hội nhưng các tiền đạo không giải quyết được. Nhiều tình huống tôi thấy là sở trường của Rui Mário, mùa trước là ghi bàn rồi nhưng giờ lại dứt điểm hỏng. Tiến Linh cũng vậy, có lẽ họ cần bình tĩnh hơn để chắc chiêu các cơ hội ghi bàn, huấn luyện viên Huỳnh Đức nói thêm. Thất bại khi tiếp Hoàng Anh Gia Lai, Bình Dương rơi xuống đáy bảng với chỉ 8 điểm. Họ là đội duy nhất chưa thắng trận nào sau 15 vòng tại V-League 2023. Thầy trò ông Huỳnh Đức cùng kém hai đội phía trên là Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh 3 điểm, trong khi cuộc đua trụ hạng chỉ còn 3 vòng. Chúng tôi giờ đâu còn gì để mất, đội cũng chẳng còn đường lùi. Các cầu thủ phải bình tĩnh để tìm đường tiến lên, ông Huỳnh Đức nói về tình thế của đội. Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An với 20 và 19 điểm đã trụ hạng. Khánh Hòa với 16 điểm cũng chỉ cần thêm một điểm để ở lại V-League. Cuộc đua trốn xuống hạng lúc này là chuyện của Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Bình Dương. Trong đó, đoàn quân của ông Huỳnh Đức thất thế khi kém hai đối thủ 3 điểm. Bình Dương còn 3 trận, làm khách của Sông Lam Nghệ An ngày 29 tháng 7 và tiếp đón Khánh Hòa ngày 2 tháng 8 và khép lại mùa giải bằng màn đối đầu Thành phố Hồ Chí Minh trên sân Thống Nhất 9 ngày sau đó.